nói nôm na vậy đi, một số ít là những người ghê lắm, đáng ớn lắm, và dĩ nhiên một số đông hơn nhiều, rất là đàng hoàng, tử tế, nhân đạo, nhân bản. Chính vì vậy mà Cộng sản họ mới lãnh đạo được cả cái dân tộc phức hợp này, gồm nhiều thành phần này, để mà chiến đấu kháng chiến thành công. Tôi không đánh giá toàn đảng, nhưng mà tôi đánh giá một thiểu số trong đảng rất là đáng ớn, rất là đáng sợ. Khi mà quyết định chọn một cái con đường ấy, thì em nghĩ là đấy nó là một cái con đường nguy hiểm, và nguy hiểm cho tính mạng của cá nhân, và cũng là nguy hiểm cho cả gia đình nữa, không những là về kinh tế, rồi các cái giống như cơ hội ấy, cơ hội cho những người trong gia đình ấy, thăng tiến phát triển này kia, mà nó cũng nguy hiểm cả cho tính mạng của những người thân trong gia đình nữa. Thì lúc đó thì bác quyết định chọn một cái con đường vậy, bác có nghĩ đến điều đó không? Và sau này thì những điều đó có xảy ra không? Khi tôi quyết định tiếp tục con đường đấu tranh như tôi đã vạch, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Việt Nam, hay nói nôm na là của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, hay nói cụ thể nhất là của ông Trần Bình Đàn. Tôi chỉ có hai thủ trưởng trực tiếp khi tôi hoạt động công khai hợp pháp trung thành. Trên là ông Trần Bình Đàn, dưới là anh Nguyễn Ngọc Phượng, tức là anh Nguyễn Ngọc Phương, bí thư đảng ủy sinh viên hết. Thì khi tôi được làm việc đơn tuyến trực tiếp, chỉ có hai cấp đó thôi á, thì đúng vào lúc mà Nguyễn Văn Thiệu gọi là chống phá điên cuồng cái việc đưa Việt Nam Cộng Hòa đi dự hội nghị bốn bên tại Paris. Đó là tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, nghĩa là 6 tháng cuối năm 1968. Tôi lúc đó là được giao nhiệm vụ phải liên kết với các trí thức trẻ, với sinh viên tiến bộ đô thị, với các giáo chức và chính trị gia trong bộ máy nhà nước của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Phải liên kết những người có ý, có một cái ý chí và ý thức về việc ngưng chiến, đàm phán hòa bình, tiến tới hòa giải, hòa hợp dân tộc, xây dựng miền Nam Việt Nam một chế độ trung lập, lại trung lập nữa. Thế giờ đó tôi trước sau gì tôi không biết được, mà lúc đó người ta gọi là một chế độ gồm có ba bên, sau này gọi là chế độ trung lập ba thành phần. Khi mà có điện Paris thì nói, còn lúc đó là nó có ba bên. Thì Nguyễn Văn Thiệu lúc đó là tổng thống, và Trần Thiện Khiêm lúc đó là phó thủ tướng. Thủ tướng là Trần Văn Hương, còn phó thủ tướng là kiêm bộ trưởng Bộ Nội vụ, là xếp lớn của ba tôi á, là đại tướng Trần Thiện Khiêm. Thì tôi đang ở tổng hội sinh viên và làm cái nhiệm vụ lần thứ nhất là làm xong rồi,
Lần thứ nhất là 7 tây tháng 9 năm 1968. Thì trong cái buổi họp để gọi là đề xướng hòa bình và miền Nam phải đi đàm phán Paris á, thì buổi đó là cái người chính là dân biểu Ngô Công Đức, dân biểu Lý Quý Trung, rồi những người phụ á là thầy giáo sư Lý Chính Trung, thầy giáo sư Châu Tâm Luân, thầy giáo sư Linh Mục Nguyễn Ngọc Lan. Năm người đó cộng thêm với một cái người mà giờ chót họ mới tới, bây giờ họ có ngại. Thì lúc đó họ nói rằng đúng ra họ không đến, nhưng mà vì thấy mấy ông kia, mấy ông mới vừa kể tên đó, là có mặt để diễn thuyết, cho nên họ cũng muốn đến để thảo luận. Người đó là chủ tịch lực lượng thợ thuyền Việt Nam, Nguyễn Khánh Vân. Thế thì những cái người đó cộng với cái đám sinh viên nòng cốt, mà tôi là cái cốt lõi, dĩ nhiên quanh tôi cả một đám nó tổng hộ sinh viên, chứ không phải là mình tôi. Mình tôi làm kỹ gì được, đã nói làm tôi có đông người cùng hòe nhá, làm mới ra chuyện. Thì tất cả mọi người hôm đó đều đến lên diễn thuyết, nói tại sao phải hòa bình, mà không hòa bình thì có hại gì cho đất nước, rồi dân dân và dân dân. Rồi cuối cùng thì Ngô Công Đức với dân biểu với ông Trung nói, bây giờ mình phải lập ra cái phong trào gọi là vận động hòa bình, để buộc cái chính phủ Nguyễn Văn Thiệu đi dự hội đàm 40. Rồi tới đó thì mọi người quan tâm và làm một cái bản gọi là đúc kết cái hội nghị về đàm phán hòa bình đó, để mà đưa lên. Một đằng thì đưa lên cho Nguyễn Văn Thiệu, một đằng thì đưa lên cho bên tòa tổng giám mục, đó là ông Linh Mục trưởng của khu Sài Gòn, một đằng để gửi qua Vatican, rồi một đằng thì đưa lên ông thượng tọa Thích Trí Quang để ông gửi cho gì tổng giáo hội Phật giáo thế giới gì đó, nhưng làm lung tung, làm ngon lành và tổ chức họp báo cuối cùng nữa. Thế là trận đó là trận ngày 7 tây tháng 9, 6 ngày 7 tây tháng 9 gì cả, mỗi hai ngày đó thôi. Thì 6 tây tháng 9 hay 7 tây tháng 9 gì năm 1968. Thì sau cái vụ thành công lớn đó thì tôi hứng chí, bây giờ tôi làm thêm. Giờ rủ bao nhiêu thằng cha thượng nghị sĩ của chế độ Sài Gòn, rủ bao nhiêu cái thằng cha dân biểu của chế độ Sài Gòn, rủ bao nhiêu mấy anh cha luật sư bầu giờ hoạt động tự do, có đòi đảng phái và không đảng phái. Trời ơi, định làm cho tới cả gọi là cái giới làm chính trị đô thị ít nhất là cũng cả 40-50, đủ các xu hướng khác nhau, chứ không phải chỉ là thân cộng đâu nha. Làm cái trận đó để làm trận nữa, thì tôi đương chuẩn bị cái chuyện đó. Thì tụi mặc dù nay bây giờ làm trận trước rồi, dòm thấy cái bộ ấy quá mà nó không theo kịp, bây giờ nó cũng nương dắt dây theo những chuyện đó. Nó bắt đầu nó hay, thì không biết nó báo lên Trần Thiện Khiêm á, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng nội vụ thế nào. Thì Trần Thiện Khiêm mới kêu ba tôi lên, nói ông nè, ông ở bộ nội vụ cả chục năm nay rồi, ông biết kỷ luật của công chức bộ nội vụ, ông biết rất rõ rồi, mà ông biết mà tại sao ông không khiến được thằng con ông á nó đừng chống đối chế độ bằng cái kiểu là đi kêu gọi hòa bình, chứ mọi người với mọi dân biểu với mọi nghị sĩ
rồi cái mọi luật sư rồi đó, nó định làm loạn, trong khi đó hiện nay chúng ta chưa có quyết định về cái chuyện đi giữ hội đàm phán ở Paris. Vậy thì chưa có quyết định đi giữ thì ông về ông nói với con, một nó phải bỏ cái đám đó bỏ những cái hoạt động vận động tùm lum như thế đó, những vận động chống lại chính phủ, thì nó về trường học thì chế độ Việt Nam Cộng Hòa, ông nói bản thân ông đó ông khôn lắm, sẽ đảm bảo cho nó được du học Mỹ hay Pháp gì nó tùy ý. Rồi khi nó về á, thì trong xã hội này, trong chính phủ sắp tới này, nó không có mất cái địa vị xã hội của nó bao giờ hết. Hai là nó cứ theo cái đám đó, nó chuẩn bị, nghe nói là nó sắp sửa hội họp hội đàm gì lớn lắm. Thì tôi nói thẳng là nói với ông Dượng, nói với nó 10 ngày sau tôi bắt, để sao chứ tôi bắt nó. Mà khi bắt nó rồi thì ông đừng có trách tại sao chế độ phải thi hành kỷ luật đúng quy chế công chức, biết không? Trời ơi, ba tôi hôm đó giận dạng héo uống thất thần. Mà hôm đó cũng tôi thì ở nhà ăn cơm chơi rồi được chừng ngày rồi xong rồi đi biệt chừng cả 5-7 ngày rồi sau đó mới quay về nhà ở hộ cái ngày rồi đi biệt 5-7 ngày. Đi biệt đâu, tôi ở ngoài 4 Duy Tân, tức là văn phòng của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn. Tôi thường trực cái đó. Thế thì tôi thấy ba tôi héo quá mới nói không à, ba con chuyện này ba khổ lắm ba phải nói cho con, ông đem ra cái hết mỗi chuyện vậy. Cho nên nếu mà con, mà con thương gia đình nữa, trước nhất là thương ba, thương mẹ con đã bao năm nay vất vả vì ba để nuôi các con lớn lên đi ăn học, vì lương ba không có đủ nuôi mấy con hết đâu. Thương mẹ con, rồi thương các em con, mấy đứa lớn lớn mà hiện nay nó cũng vô năm thứ nhất đại học, mấy đứa nhỏ nhỏ nó học giờ hình dáng dở lắm. Ba có bề gì thì mấy đứa đó nó học không tới nơi tới chốn. Mấy đứa nhỏ sau này, mấy đứa em con thì khổ cả thân nó chứ phải không. Thôi con gì yêu thương gia đình như lâu nay con đã xử sự. Tôi yêu thương gia đình lắm, đó là chuyện riêng tư về tình cảm, tôi không nói đây đâu. Thì nghe lời ông đại tướng, thiệt tình á, lúc đó tôi thấy ba tôi như thế, tôi cũng muốn sắp khóc rồi phải không. Thế ba tôi khổ sở mà thất thần như vậy, tôi muốn khóc phải không. Nhưng mà tôi nghĩ lại, mà nghe ổng thì sao? À thì được mình, được gia đình, còn cái sự nghiệp mà phục vụ dân dân nghèo và mang đến cái xóm hòa bình, đánh chết chóc cho dân nghèo. Tôi dùng chữ dân nghèo, bây giờ cái này chính ông Phan Lạc Tuyên ông giao cho tôi, quê nghèo thêm xác xơ. Thì đó làm sao? Đó là không kể tới cái chuyện là tôi đã đến một cái mức được uy tín của khá đông người, đảng phái có, không đảng phái có, dân thường có, trí thức có, thầy giáo, giáo sư có. Tôi rất là uy tín với các vị. Khi tôi đến tôi vận động thì tôi nói bằng cả con tim và khối óc của mình.
chứ không phải là chỉ nói bằng khối óc, nói bằng tim nữa. Vì vậy cho nên mấy ông đều nể trọng tôi và quý tôi. Sự nể trọng đó làm cho cái sự hãnh tiến trong tôi tự nhiên, không khiến tôi gọi là bỏ lỡ một câu chuyện tôi đã hứa với người ta là tổ chức để cho mọi người một lần nữa đòi hỏi hòa bình. Cuối cùng thì tôi mới đứng lên, tôi nói nhanh để tôi khỏi khóc. Tôi nói bà ơi, con thương tất cả, thương ba như thế nào, thương mẹ như thế nào, thương các em tôi làm sao, và hiện nay tôi đương làm gì cho các em, mà nếu tôi bỏ thì mọi chuyện nó nguy hiểm sao tôi biết, mọi chuyện nó tại sao tôi biết, rồi và tôi cũng đương làm gì ở ngoài xã hội với những người trong cái giới trí thức, và cũng như tôi sẽ phải hy vọng gì về hòa bình đối với nhân dân nghèo, đừng đau khổ vì cuộc chiến tranh này. Thì vì những cái lý do như thế đó cho nên con xin ba nói với ông đại tướng rằng năm nay Nguyễn Thanh Công đã 24 tuổi, có đủ tư cách công dân Việt Nam Cộng Hòa để chịu trách nhiệm về những hành động của nó trước pháp luật. Thì nếu đến khi đại tướng bắt nó thì chỉ bắt nó thôi chứ đừng làm hại đến gia đình nó. Tôi nói câu đó rồi hết rồi, tôi ôm vai ba tôi buông ra, tôi chạy mất ra ngoài đường để tôi giấu cái tiếng khóc của tôi. Thế thì mọi chuyện nó xảy ra đúng như vậy. Tuần lễ sau tôi đưa ngồi làm việc về cái kế hoạch ngày họp thì vô bắt tôi, thì tôi thản nhiên tôi đi tới đi lui để cho họ niêm phong trụ sở, rồi họ làm đủ trò đủ trống, cuối cùng họ kêu tôi vô ký tên để gọi là thuận để cho dự niêm phong. Giờ rồi cuối cùng họ tìm cách họ mời khéo tôi về tia cảnh sát để bắt tôi, một cái chuyện mà trước đó tuần lễ tôi biết rồi. Thì nói về những cái hại cho cá nhân tôi thì đến đây thì có lẽ cũng biết là tôi đã phải đi tới cái chỗ là phải ngưng học rồi tù đài, bị giam cầm lần thứ nhất rồi tù đài lần thứ hai, vân vân và vân vân. Nhưng mà cái lớn nhất, lớn lao nhất của tôi trong những cái năm mà ở tù, ngoài cái chuyện tôi không có tự học để có thể vươn lên từ trình độ đại học lên trình độ cao học, bây giờ tôi lúc nào cũng mình phải tự mình nâng lên bằng học và hành, học và làm. Tôi mất như vậy là quá nhiều năm trôi qua tuổi thanh niên để không vươn lên được về mặt trí lực từ trình độ đại học lên cao học hay cao hơn nữa. Đó là cái mất lớn nhất của bản thân tôi. Chứ còn những cái chuyện linh tinh khác thì không đáng nói. Còn cái chuyện mất của gia đình tôi, ba mẹ và các em tôi thì đúng như vậy đó. Ba tôi bị kỷ luật rồi chuyển ra ngoài Vũng Tàu chứ không được ở Sài Gòn nữa, rồi phải bán cái nhà ở trong này á, để mua trong nhà mới ở ngoài Vũng Tàu. Rồi gia đình các em thì đứa nào học đại học trong này thì ráng mà ở trọ mà học, còn đứa nào mà chưa đại học rồi ra trung học ngoài trong thành thì trung học còn dạy còn khá nha, rồi ra Vũng Tàu trung học dạy tệ lắm. Cho nên rồi cuối cùng mấy đứa nhân cũng dằn dở kết quả là
lên, không khoa học lên cao thì làm sao quản dịch gì lý do học vấn được. Mai mà có đứa nó đi bộ binh rồi kia, nó đến những chiến trường mà lúc đó tôi biết là những chiến trường đó trước sau gì nó cũng chết, cho nên nó, tôi nhắn mẹ tôi, hồi tôi về được trao trả dụng định, tôi nhắn mẹ tôi năm 64, năm 1974 biểu nó về, nó về nó trốn liền đi, đầu ngủ liền đi, không may chết à. Mà nhờ vậy cho nên mới đem tôi cuối cùng rồi cũng tìm cách là đào ngủ và còn sống sót đủ. Rồi đi lính Cộng Hòa ấy. Còn sống sót đủ ở sau khi mà đào ngủ lính Cộng Hòa vậy thôi. Thì đó là những cái thiệt hại của ba tôi và em tôi. Nhưng mà mẹ tôi cũng là người mẹ mà lúc nào cũng rất là can đảm. Như tôi nói là bà dạy tôi cho tới năm tôi 20 tuổi. Tôi trưởng thành thì tôi học theo tôi chứ tôi đâu có còn phải học theo bà nữa. Nhưng mà từ cái lúc mà bị gian nan vì cái chuyện gia đình ly tán thì gần như lúc nào bà cũng tìm cách để gặp tôi và nói với tôi, con làm gì là con có quyền tự do bởi vì con lớn rồi. Nhưng mà con đừng để mà phải vướng bận về gia đình để mà nó ngăn cản cái bước tiến về trí lực của con. Mẹ tôi là một người mẹ phải nói là thiếu diếu can đảm. Mẹ khuyên con như vậy em nghĩ là rất là can đảm, bởi vì bà hồi bà còn nhỏ bà cũng có dạy cho tôi nữa phải không, hồi tuổi thiếu niên nhiều khi bà cũng có dạy tôi vậy, con phải làm những cái chuyện hơn người để con hãnh diện và vươn lên trong một cái cuộc đời và xã hội, chứ con không chịu khó học hành hơn người thì con sẽ bị cái xã hội đó nó dìm dập, và cái xã hội đó nó ra sao thì con bị phá theo vậy. Cái lần bị bắt đấy thì anh bị tù lâu không? Lần bị bắt nào? Lần trước hay gì? Lần sau. Lần sau thì bị tù tới 3 năm 7 tháng 21 ngày. Thế là sẽ sang đến năm Hiệp định Paris. Đến khi Hiệp định Paris ký rồi thì sau đó 7 tháng cái tháng Giêng. Thì tới tháng 7 thì tôi được trao trả về Long Ninh với tư cách là tù chánh trị. Bị gọi là cưỡng bức trao trả về cho phía cách mạng lâm thời, vì cái tư cách là tù chánh trị là suốt cuộc đời ở tù của tôi đấu tranh để tôi giữ cái tư cách tù chánh trị của tù chánh trị sinh viên yêu nước có hoạt động liên kết với lực lượng chính trị thứ ba. Suốt thời ở tù lần sau của tôi 3 năm 7 tháng không ngoài, tôi đều giữ tư cách đó. Mặc dù công an, cảnh sát, bộ nội vụ đều biết tôi đã theo Việt Cộng rồi. Cho nên khi họ trao trả, họ nói ô thằng này Việt Cộng, lên máy bay, đẩy nó về dưới, về vô khu, cho nó đi theo đồng bọn cho rồi. Thì tôi